Rồi xin trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em. Nay là mình sẽ làm clip mà nói về cái cuộc thi võ lâm kỳ tài ha. Trước tiên tắt mấy cái này cái nè. Mở cái trang web võ lâm truyền kỳ mobile ra. Để bung bự màn hình lên cho anh chị em dễ xem. Võ lâm. Rồi ok ha. Rồi thì trên trang chủ luôn cái cuộc thi này giống như cái cuộc thi Miss của năm ngoái gì đó. Mít Tử Lâm năm ngoái. Ồ đâu rồi? À đây. À, thì cái cuộc thi mà tên là Võ Lâm Kỳ Tài. Slogan là đừng để ngần ngại đánh bại tài năng, tức là giống như là khi bạn cứ thể hiện tài năng của bạn đi, bạn đừng có ngại nó. Rồi thể lệ, coi mình trước đi mình coi thể lệ cái ha. Rồi thể lệ thì thông tin chung, đối tượng tham gia là công dân Việt Nam trên 18 tuổi sống tại lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài, tức là trên 18 tuổi là được, không bị đặt chi ra. Biết chi nữa là thành viên của game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, có nhân vật cấp tối thiểu 40, không phân biệt giới tính, tức là nam cũng được, nữ cũng tham dự được luôn. Mỗi mà phải chơi cái game này mới được nha, không chơi là không cho. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tham gia bằng một nhân vật duy nhất, à tức là một nhân vật chỉ đăng ký một thí sinh thôi. Chưa có tiền án tiền sự, chấp hành tốt pháp luật Việt Nam và cái quy định về đời sống văn hóa của chính quyền nơi sống học tập, là tức là lý lịch sạch à. Đáp ứng đủ thể lệ và yêu cầu cuộc thi, nói chung là thể lệ mấy cái quỹ này nè. Rồi mục đích về nội dung cuộc thi, Võ Lâm Kỳ Tài do VNG tổ chức nhằm tìm kiếm và vinh danh những bạn những tài năng đặc biệt trong mọi lĩnh vực, từ người chơi tham gia trong game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, thí sinh tham gia thì gọi chung là thí sinh ha, thông qua tính năng trong game gửi một đoạn clip ngắn khoảng 30 giây tới dưới 5 phút, tức là dưới 100 MB, thể hiện tài năng của mình và kêu gọi bầu bầu chọn từ người chơi khác chung đó, người chơi khác tức là khán giả có thể thông qua hoạt động hàng ngày để và cái gói nạp để dùng cái phiếu bầu bầu chọn cái thí sinh mà mình yêu thích. Rồi thí sinh nhận được nhiều phần thưởng trong game và ngoài game có giá trị khi đạt được thành tựu qua các vòng thi đấu. Khán giả cũng nhận được phần thưởng khi đạt đủ lượt bình chọn quy định, tức là cả thí sinh và khán giả đều có cái quyền lợi riêng của họ. Phần thưởng sẽ được trao theo thông tin nhân vật với chứng minh đã dùng, tức là cái phần thưởng in game á, thì trao trao theo cái tên nhân vật đó, còn out game thì trao theo cái chứng minh nhân dân. Rồi cuộc thời gian nó này nó sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 11 cho tới 27 tháng 12, tức là gần cuối năm luôn á, qua Noel ngày. Các vòng dự thi thì báo danh dự thi từ bây giờ cho tới 23 là vòng báo danh, bắt đầu đánh vòng loại là từ ngày 7 cho tới ngày 21, rồi đánh vòng 2 là ngày 28 đến ngày 9, và ngày cuối chung kết là 16 đến 27 là hết ha. Thì bây giờ mình nói về cái báo danh thôi, rồi từ từ vòng 1, vòng 2, vòng 3 nói tiếp. Sứ giả hoạt động trong game bắt đầu truyền tin kêu gọi người chơi đăng ký. Giao diện cuộc thi trong game sẽ được mở, thí sinh có thể đăng nhập, tức là nó sẽ mở cái giao diện đăng ký trong game, mình sẽ đăng nhập vô đăng ký, tải cái clip lên cho ban tổ chức xét duyệt. Mà tại sao phải xét duyệt, tức là nhiều khi có mấy ông gọi là không thích đăng ký nhưng mà đăng cái clip bị bả phá chơi, cho nên là người ta phải xét duyệt, chứ không người ta nói là mình thì ngay từ đầu á nó không có vi phạm gì đời sống văn hóa chính quyền nơi sinh sống, cho nên là phải duyệt kiểm duyệt cái nè ha. Căn cứ vào quy định cuộc thi thì nội dung thí sinh đăng ký sẽ có thể được chọn hoặc duyệt, được duyệt hoặc từ chối. Có thể có thông báo hệ thống để thí sinh nhận biết và điều chỉnh lại nếu cần, tức là nó đồng ý hay là nó từ chối, nó đều có cái thông báo trong kênh hệ thống để mình biết là mình đăng ký lại hoặc là ok đăng ký yên tâm mình ha. Cái này là cái cách dự thi thôi, còn cái vòng này của cái vòng này cái này là cái nguyên tắc tính điểm thôi chứ không có gì. Thôi từ từ tới cái dòng bình chọn mình nói gì nó sao. Còn quy định của cuộc thi á, thì là quy định dự thi thì thí sinh phải bảo nội dung cung cấp cho ban tổ chức là nội dung lành mạnh, không vi phạm thuần phong mỹ tục. Ok, với những nội dung có yếu tố đòi trị, nội dung mà chính trị tôn giáo, ban tổ chức có quyền chấm dứt tư cách thí sinh đó với các vi phạm, tức là nó giống như là phạm quy cho nên là loại luôn.
ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các nội dung của thí sinh vi phạm bản quyền cũng như không can thiệp vào bất cứ tranh chấp bản quyền nào về nội dung cá nhân của thí sinh. Giống như là cái clip của mình đăng Facebook, cái người ta lấy của mình ta để về thi, cái tự nhiên mình cũng song song đó mình cũng đi thi luôn, cái tranh chấp này nọ thì ban tổ chức không chịu trách nhiệm, nói chung mới là do IQ đăng chi bị người ta lấy gánh chịu. Nhưng mà ngược lại ban tổ chức là có quyền nha, ban tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh video 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 của thí sinh tham dự nhằm mục đích tuyên truyền thông, tức là quảng bá nó đồ đó. Trong mọi trường hợp ban tổ chức sẽ bảo lưu quyền thay đổi, bổ sung hoặc chỉnh sửa một phần hoặc toàn bộ thể lệ, tức là sân chơi, cái này là sân chơi của họ, họ thích thì họ đổi, còn không đổi là nói chung là họ toàn quyền quyết định. Ban tổ chức có quyền đưa ra mọi quyết định cùng liên quan đến các công việc hoặc sự kiện phát sinh từ cuộc thi. Nói chung là sân chơi người ta, rồi quy định về video và hình ảnh dự thi. Video và hình ảnh thì không có bất cứ đường link tên của trang web hoặc là logo biểu tượng của các nhãn hàng thương hiệu, tức là không cho quảng cáo đó. Video dự thi phải do thí sinh thể hiện tài năng, không lấy của người khác, bạn bè, người thân, diễn viên, ca sĩ, tức là không cho hát nhép nè, không cho lấy của người ta nè. Đó, phát hiện ra thì tố cáo đồ. Ok. Clip video có dung lượng không quá 100 MB, không dài quá 5 phút, tức là cái quy định, cái quy định về cái chiều dài và cái dung lượng thôi. Video và hình ảnh thì phải phù hợp với thông văn, và cái này biết rồi. Video có thể qua chỉnh sửa hiệu ứng, không được thay đổi tác động đến tính xác thực của chủ thể người thực hiện video, tức là bạn có thể bỏ hiệu ứng ngôi sao, chim cò các kiểu này nọ, nhưng mà không được fix fix cái người đó, gọi là video gì là ta, cái sửa cái Photoshop quá đi. Ok. Video được dự thi trong vòng 6 tháng gần đây, tức là giống như mình đi khám sức khỏe vậy đó. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng đăng ký cùng một video thì có thể video do nhiều thí sinh hợp tác thực hiện, tức là hát theo nhóm được á, thì chỉ chọn một thí sinh gọi là đăng ký sớm nhất thôi, còn hát theo nhóm thì tự chia nhau, ý là như vậy. Còn quyền lợi và nghĩa vụ, bạn tham gia cái này bạn phải có quyền lợi và nghĩa vụ nha. Quyền lợi bạn được tôn vinh tài năng của bạn trong cái cộng đồng game này, đại diện cho cái game này tham gia các sự kiện, chương trình do nhà phát hành tổ chức, được nhận giải thưởng theo quy định của chương trình, được xuất hiện và quảng bá hình ảnh trên phương tiện truyền thông của báo đài, ghê không? Nghe là thấy khoái rồi đó. Được nhận cái phần hưởng độc quyền và giá trị trong game và ngoài game, còn nghĩa vụ của bạn, bạn được quyền lợi, bạn có phải có nghĩa vụ của bạn nữa, không được có những phát ngôn gây bất lợi cho sản phẩm và chương trình, tức là bạn là đại diện cho cái thương hiệu của người ta, bạn nói bậy bạ người ta là không được ha. Không được vi phạm pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cái này ai cũng biết. Trong thời gian các thí sinh không được tham gia cuộc thi hoặc hợp tác với các sản phẩm game khác mang tính cạnh tranh trực tiếp. Cái này là đe dọa chứ nghĩa vụ gì. Rồi cái đó là thể lệ thôi, là xong thể lệ rồi ha. Rồi bây giờ hướng dẫn thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn. Thì nãy mình nói rồi đó, báo danh thì có, nói chung là dòng báo danh, dòng loại, dòng sơ loại, dòng bán kết, dòng chung kết, cấp độ thì cấp 40 trở lên thì có quyền đăng ký rồi nè. Điều kiện nói chung là ai cũng có thể đăng ký được, đủ 18 tuổi là đăng ký được ha. Rồi thì có, bây giờ mình báo danh, mình có hai cách thức báo danh dự thi. Một mới là đến NPC sứ giả kỳ tài để báo danh, hai là bấm vô cái biểu tượng của Lâm Kỳ Tài trong game luôn để báo danh luôn. Của Lâm Kỳ Tài tức là cái này nè đó. Bây giờ hướng dẫn báo danh ha. Thì giờ hướng dẫn báo danh thì mình chuẩn bị một cái video thể hiện cái mình tự quay lại một video ha. Kích thước thì nó full HD là 1920, tức là 1080, tức là chuẩn HD 1080 đó. Nói gì cho dễ hiểu thì nó tối thiểu tầm 30 giây dưới 5 phút, 30 giây rồi mẹ vặt thì thí sinh có thể tải, nếu mà cái clip của bạn nặng quá hơn 100 MB đó thì các bạn có thể tải lên YouTube ha, giống như tôi vậy đó, tải lên YouTube xong rồi bạn download cái thiết bị, download cái clip về cái thiết bị của bạn thì nó sẽ giảm được cái kích thước cụ mây xuống, cái kích thước của cái clip của bạn xuống, nhưng mà nó bị giảm đi chất lượng clip, nó là điều đương nhiên. Rồi hình đại diện thì tốt nhất là hình vuông không quá 500 nhân 500 pixel và không quá 50. Nếu mà dùng kích thước khác thì không trọn vẹn, tức là nó sẽ bị bóp, giống như bạn để hình chữ nhật đi, nó bóp là hình vuông thì nó cái mặt bạn có thể là nó sẽ bị mập ra, nó đang loại như vậy. Hai ảnh chứng minh như dương mặt trước hoặc sau,
tức là nó nói hai cái ảnh thật sự là chụp cái chứng minh nhân dân mặt trước và mặt sau thôi, chứ không phải là hai cái giấy chứng minh nhân dân. À, tiếp theo mình sẽ vào giao diện với Lâm Kỳ Tài, chọn đăng ký. Phần bên trái thì chọn up hình đồ nè, chứng minh của mình đồ nè. Thì những cái phần này á là nó không có hiển thị lên, nó chỉ gọi là xác thực để trao giải thôi, còn cái này là nó sẽ hiển thị lên trên ai có ai cũng nhìn thấy luôn. À, thì phần bên hải ghi số điện thoại liên lạc khu vực nè. Bây giờ trên đây là nhân vật của này, nó sẽ hệ thống sẽ tự ghi nhận là tên nhân vật, tên máy chủ, bang hội, môn phái luôn. Còn khu vực thì mình sẽ chia theo ba khu vực, khu vực hải ngoại là nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, còn khu vực miền Bắc là bắt đầu từ Hà Nội cho tới Vĩnh Phúc là khu vực miền Bắc, miền Trung là từ Đà Nẵng cho tới Lâm Đồng là miền Trung, là thành phố Hồ Chí Minh cho tới Cà Mau đó là miền Nam. Thì chiến đội ở đây có thể là lựa chọn về phe của Army hoặc là phe Gưu Lê. Nói chung hai người này tôi cũng chả biết ai đâu. Gưu Lê thì tôi biết qua bà Chibu, còn Army này hả, trời giấu trời mang đi. Hãy biết bà này. Rồi cuối cuộc thi chiến đội chiến thắng, tức là chia phe ra quýnh quýnh nhau đó. Ok, thì nếu mà bạn báo danh thành công thì bạn sẽ được cái cuốn sách này ha, hướng dẫn bình chọn. Nói chung mà bình chọn thì cũng là khán giả đồ ha, mình sẽ có được thông qua cái phẩm là mình phun 100 năng động mỗi ngày là được 2 phiếu, mà hơi xui được chứ không phải lúc nào cũng được ha. Rồi có thể thông qua nhiều cách này, số lượng khác nhau, ví dụ mình nạp thẻ nè đạt 100 điểm năng động là được 2 cái, nãy mình nói ha, mua quà mỗi ngày là 10, 20, 50, 1, 2, 5 phiếu, mua quà 7 ngày được 7, 5 phiếu, mua quà 30 ngày được 10 phiếu nè, mua quà chí tôm được 12 phiếu, mua ngân sức 40, đó cái gì đó, mua gói ngân sức nè, mua quà ấm áp đồ ha, là nó sẽ cho một đống thẻ đồ. Ok, rồi mình chọn vậy thôi. Rồi kết quả thì nếu mà đánh vòng loại thì vòng một người xem chỉ được tham gia bình chọn các thí sinh của cùng một cái máy chủ server với mình, tức là nó sẽ không đánh cái dòng liên server, tức là loại loại từ dòng server cho tới dòng liên server sao. Thì top 5 thí sinh có số điểm bình chọn cao nhất sẽ được tặng nhiều vật phẩm, và phải từ 1.000 điểm trở lên tại mỗi server chính thức thì tiếp tục vòng 2. Ok, top 10 thí sinh tại mỗi máy chủ sẽ được ít nhất 399 đầu quả tiên sẽ nhận được phần thưởng danh hiệu quý giá đẹp mắt, chi tiết sẽ thêm một phần thưởng. Ok, còn một phần thưởng rồi, phần thưởng vòng tổng giá trị giải thưởng là hơn 26 tỷ đồng, out game 1 tỷ thôi, nhưng mà trong game tới 25 tỷ. Mấy ông này dễ thương lắm. Giải vòng 1, ok, giải vòng 1 mình sẽ loại nè. Vì top 1 á thì mình sẽ được tượng đúc cái tượng tại cái máy chủ đó 3 tháng, danh hiệu đặc biệt tài trí vẹn toàn 1 năm sử dụng sẽ được cái hiệu ứng vang danh thiên hạ, tiền tố chat khung đại diện thập đại kỳ tài, khung đại diện đệ nhất kỳ tài, ngoại trang thú cưỡi ly mị triết hồ, tranh nhân vật top 10 võ lâm kỳ tài, lì xì thế giới 15.000 nguyên bảo, lì xì ban hồng 15.000 bảo, top 2 cũng top 3 top 10 cũng vậy luôn, sẽ được cái danh hiệu khác thôi. Nói chung là cũng như ở trên nó được cái danh hiệu khác, tiền tố khác, rồi được cái tranh top 10 nè, được cái khung đại diện, rồi được cái lì xì bàn hồi. Tất cả thí sinh khi mà đủ 399 điểm bình chọn thì được danh hiệu tài hoa hiểm hách 1 năm, tiền tố chứ không có cái khung, chỉ được cái danh hiệu thôi chứ không có hiệu ứng. Được cái danh hiệu chứ không có hiệu ứng. Tranh nhân vật võ lâm kỳ tài 3 hộp chọn, 5.000 nguyên chân khí, nguyên khí cống hiến hoặc là lì xì bàn hồi, 4.000 nguyên bảo. Rồi bên này qua vòng 2 rồi demo nói tiếp ha. Rồi giờ đăng ký làm sao, thì mình có một cái clip demo, mình xúi một cái bạn gọi là ở trước là có hát, thì mình lúc mình làm YouTube mình cũng làm khá là lâu rồi, cái bạn này có hát cho mình nghe nói, nhưng mà khi mà bạn này lấy chồng xong rồi bạn không hát cho mình nghe nữa, bởi vì giờ bạn này là single mum, cho nên là bạn anh chị em là có hứng thú thì tôi sẽ giới thiệu cho. Rồi cái này là quay màn hình của người ta, mình gọi là rồi đăng lên nè. Cái nãy là cái anh đại diện, còn cái này là anh chứng minh nhân dân. Mà tại sao mình để mờ mờ như vậy á, là do bảo mật của người ta, cho nên mình phải để mờ mờ vậy, cho nên chịu khó coi mờ mờ tí ha. Chia khu vực ra thì bạn em miền Nam, để khu vực miền Nam. Chiến đội bây giờ chọn một trong 2 chiến đội này mới nói hơi view hoặc là con Ami.
hay là số điện thoại. Tên tác phẩm, nói chung là bạn để cái tên tác phẩm của bạn, cái tác phẩm clip của bạn gửi lên đó là bạn muốn để tên gì thì bạn để cái tên đó vô. Số chứng minh nhân dân là phải trùng với cái chứng minh nhân dân bên kia nha, bên phải nha, mà cái số điện thoại với số chứng minh nhân dân á, thì nó sẽ không hiện ra, nó để với gọi là che lại những cái con mà tránh làm phiền người khác. Rồi tên tác phẩm nó sẽ hiện ra với cái gì vậy? Rồi bây giờ vào up clip, xong bây giờ up clip lên nè. Tất cả lấy cái clip nói chung là tối thiểu 30 giây hoặc là 5 phút ha. Rồi mình có thể coi trước, coi thử coi ok. Tự nhiên đăng cái khúc này để cái môi bà như vậy ai giống. Ok rồi, nhưng mà đăng lên ha, sẽ tải lên. Chính giống là nãy mới nói là cái nếu mà nặng quá đó, nếu mà nặng quá đó thì có thể đăng lên YouTube xong rồi tải ngược về, nhưng mà làm như vậy nó sẽ bị giảm chất lượng đi, cho nên là mình hạn chế cái hiệu ứng, mình sửa những cái gọi là hiệu ứng trong clip mình quá nhiều đi. Cái này cái lời giới thiệu thôi mà mờ quá, bông bự lên cũng chả biết bà viết cái gì. Nói chung là cái clip này bị mình đã xử lý qua rồi, mình làm mờ rồi, cho nên là để đảm bảo mấy cái thông tin này của người ta này, cho nên là mình làm mờ đi rồi. Rồi nói chung mà viết cái gì viết đi ha. Rồi cái lúc này đăng ký thành công. Mình không biết chơi game, biết tới cuộc thi qua lời xúi giục của cái Liên và YouTuber Jun, ý là nói tôi á, nên mình quyết định đăng ký dự thi. Mọi người ủng hộ mình thì ok, với gì cũng được. Rồi khi mà bạn đăng ký thành công á, sẽ hiện một cái thông báo là bạn đã đăng ký thành công. BTC, BTC tức là gì quên mất tiêu rồi. Ban tổ chức, ban tổ chức sẽ xem xét phê duyệt. Ok, đồng ý, đóng vô đồng ý thôi, giờ làm gì nữa. Rồi, ok là đăng ký thành công rồi đó. Rồi khi mà bạn được xét duyệt thì nó sẽ hiện lên cái giống như vậy. Để mình mở cái nóc cái đó. Rồi, do là mình mượn người ta review cho nên vô tới account người ta review luôn. Khi mà bạn đăng ký thành công thì nó sẽ có một cái lá thư thông báo cho bạn biết. Giống như không, cái này là năng động ban thôi. Cái này báo danh này. Chúc mừng đại hiệp, người đã báo danh thành công vòng sơ loại Võ Lâm Kỳ Tài. Đính kèm là phiếu truyền tin, có thể thông qua nó truyền tin tức hoặc là mở giao diện dự thi của bản thân. Nhắc nhở, khi đã báo danh thành công thì sẽ không thể sửa đổi, đề nghị trong hoạt động không nên đổi tên nhân vật, tức là thì như nãy mình nói nữa thì dựa theo cái tên nhân vật để phát phần thưởng trong game, cho nên là lúc này đừng có đổi tên, có đổi thì đổi trước đi rồi đăng ký sau. Thì ok, thì cái đó thì mình nhận xong cái lá thư đó mình sẽ được cái quỹ này nè. Ở cái quỹ này thì mình sẽ gọi là tuyên truyền kỳ tài dòng sơ loại, thì gọi là sơ loại bầu chọn tại 11 giờ nhằm nhằm 11 tháng 7, ý lộn ngày 7 tháng 11 chứ, lộn mà ngày 7 tháng 11 tức là ngày mai đó, bắt đầu 4 giờ ngày mai bắt đầu bình chọn nè. Bình chọn tới ngày 22, tức là từ 7 trừ cho 22 thì hơn 2 tuần lễ. Thì cái này là cái giấy ghi lại thông tin dự tuyển thôi, dùng để lên trò chuyện các bạn, chung là kêu gọi bình chọn đâu, chen cá nhân hoặc là chia sẻ là kêu gọi bình chọn thôi đó. Đó nhà bình chọn nè, bấm vô coi nhưng mà mình không có coi được là gì, nó mình đang mở PC nên nó không cho coi đâu. Nó thì chung một cái dạng gọi là quảng cáo kêu ra bình chọn giúp mình, thì kêu đang đăng ký là như vậy ha. Còn khi mà thì khi mà bấm vô cái này nè, bạn coi cũng được luôn, bạn coi ai đăng ký server, bạn có ai đăng ký nào mình chọn ai cũng được luôn, nhưng mà mình đang lắp bằng PC cho nên là nó không cho mình, nó bắt phải quay cái điện thoại chế độ màn hình ngang mới xem được ha. Cho nên là mình chỉ tới đây thôi. Thôi có cuộc thi coi để coi dòng loại, nói chung dòng loại thì cũng có nhiều clip nó xàm lắm, hép nhép cũng có nè, rồi là đăng clip của người ta cũng có, cỡ nào dòng loại thì loại trực tiếp mà, cho nên là sẽ nhận lấy gọi là 10 clip, ý 5 clip, chứ mỗi server được lấy 5 clip đại diện cho cái server đó đánh tới cái dòng loại một ha. Thì tới đó thì mình thẳng công cái clip nó sao, chứ bây giờ nó lỗi tùm lum hết, coi clip cũng khó nữa. Rồi cái gì hết. Tại vì bây giờ chắc là review tới đây thôi. Rồi.
Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị anh chị em. Mình là Dũng, người dân kênh Chun Clip. Cảm ơn chị em đã bỏ thời gian quý báu để theo dõi clip này của mình.